Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Giá lăn bánh Hyundai Accent tháng 3 năm 2024 vẫn cực rẻ, lấn lướt Toyota Vios và Honda City. Sức hút mà Hyundai Accent đang có ở thời điểm hiện tại hoàn toàn vượt trội so với Toyota Vios và Honda City nhờ có mức giá lăn bánh cực mềm. Trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent luôn được nhắc tới là một trong những mẫu xe được khách hàng Việt ưa thích bậc nhất. Mẫu sedan của Hyundai chính là đối thủ nặng ký của Toyota Vios và Honda City. Hyundai Accent là mẫu xe rộng rãi nhất trong phân khúc khi sở hữu trục cơ sở 2600mm với kích thước các chiều dài nhân rộng nhân cao. Lần lượt là 4440x1729x1470mm. Mẫu xe kình địch của Toyota Vios và Honda City không chỉ có thiết kế hiện đại, trẻ trung mà còn sở hữu nhiều trang bị tiện ích đáng chú ý. Phù hợp với cả khách hàng muốn mua xe gia đình và chạy dịch vụ. Hyundai Accent được phân phối với 6 màu sơn ngoại thất, vàng be, vàng cát, đỏ, đen, trắng, bạc. Điểm nhấn nổi bật của Hyundai Accent là thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt dạng hình thang ngược làm từ khối hình học dạng mắt xích cá tính, mang tới cho mẫu sedan đối thủ của Toyota Vios và Honda City vẻ ngoài thể thao và khỏe khoắn hơn. Cụm đèn pha projector của xe được tạo hình góc cạnh, vuốt ngược ra sau theo hình lưỡi liềm. Mẫu sedan của hãng xe Hàn Quốc còn được trang bị tầm hướng gió hạ thấp ở mui xe, đuôi xe có bộ khuếch tán gió kết hợp với cụm đèn hậu LED 3D. Trong khi thân xe có nhiều chi tiết dập nổi, tương tự như những người anh em như Hyundai Tucson hay Elantra, triết lý HMI mới tiếp tục được áp dụng cho không gian bên trong cabin của Hyundai Accent với thiết kế hướng về người lái. Bảng điều khiển trung tâm của xe được sắp đặt theo chiều ngang với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi. Hyundai Accent còn sở hữu hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay, AUX, radio MP4, USB, Bluetooth, hệ thống âm thanh 6 loa. Khu vực giải trí trung tâm được trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam, cung cấp các điểm dịch vụ 3S, trạm xăng, điểm dịch vụ. Hyundai trang bị cho Accent vô lăng bọc da cao cấp, tích hợp các phím bấm điều khiển rảnh tay hỗ trợ tài xế. Ở phía sau tay lái, kỳ phùng địch thủ của Toyota Vios và Honda City có màn hình LCD kích thước 4,2 inch hiển thị các cài đặt trên xe. Hyundai Accent còn sở hữu nhiều trang bị hấp dẫn khác như cốp sau điều khiển điện thông minh, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, điều hòa tự động. Trái tim của Hyundai Accent là động cơ cấp 3 1.4 lít MPI với công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô mần xoắn cực đại 132 nanomet tại 4.000 vòng trên phút. Động cơ này đi cùng với hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Các trang bị an toàn trên Hyundai Accent cũng khiến cho Toyota Vios cùng Honda City phải e dè khi mẫu xe này được nhà sản xuất trang bị 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trộm, cảm biến lùi, VSM, Escape 3, EBD, ABS. Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Accent cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024. Lưu ý, giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, nếu có, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe. Vì sao Suzuki Jimny được lòng phái nữ? Jimny Girl là từ mô tả những cô gái đam mê xe Suzuki Jimny. Thử lý giải vì sao nhiều phụ nữ trẻ trên toàn cầu đam mê hoạt động ngoài trời với Jimny. Suzuki Jimny, mẫu xe nức tiếng với ngoại hình độc đáo và khả năng vượt địa hình ấn tượng, không chỉ được yêu thích bởi nam giới đam mê off-road mà còn có sức hút mạnh mẽ đối với một bộ phận lớn khách hàng nữ. Vì vậy mà cụm từ Jimny Girl, những cô gái Jimny, không còn xa lạ đối với giới ô tô và cộng đồng Jimny trên khắp thế giới. Thiết kế đi ngược lại số đông, khó có thể phủ nhận rằng thiết kế là một trong những yếu tố làm nên sức hút đặc biệt của Jimny. Chiếc xe mang kiểu dáng hình hộp vuông vức, khỏe khoắn với nhiều chi tiết đặc trưng như đèn pha dạng tròn cổ điển, cửa khoang hành lý mở ngang cùng màu sắc ngoại thất tương phản. Gương chiếu hậu được thiết kế to bản để tương xứng với ốp vòm bánh xe khổ lớn. Bên cạnh đó, nội thất của Jimny cũng được thiết kế để phục vụ cho việc lái xe địa hình. Khu vực trung tâm là cụm đồng hồ điều khiển dạng hai đồng hồ analog truyền thống, đặt cạnh màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống định vị hiện đại. Sự kết hợp của các chi tiết đối lập vuông vức, bo tròn, màu sắc sáng tối, trang bị vừa cổ điển vừa hiện đại giúp Jimny trở nên nổi bật, không thể lẫn với bất kỳ chiếc xe nào khác. Một khách hàng nữ có tài khoản Instagram là G38 đến từ tỉnh Shizuoka, một Jimny gần thực thụ cho biết vẻ ngoài góc cạnh khiến Jimny thực sự trông rất ngầu, nhìn đặc biệt hơn những xe khác. Không ngại khám phá, có thể nói Suzuki Jimny chính là mẫu xe thuần off-road hiếm hoi và đang được chú ý tại Việt Nam do cấu hình của hệ dẫn động. Xe hướng tới những người dùng ưa thích phong cách Việt dã và chinh phục địa hình, do đó mọi phương diện của Jimny đều được tinh chỉnh kỹ càng để phục vụ mục đích này. Với khoảng sáng gầm xe đạt 210mm, góc tới, góc vượt đỉnh dốc và góc thoát lần lượt 37, 28 và 49 độ, giúp xe thuận lợi di chuyển qua những địa hình khó mà nhiều chiếc crossover cùng phân khúc phải chào thua. Không những vậy,
sẽ còn được trang bị hệ thống treo cầu cứng với ba liên kết và lò xo trụ, khung gầm body on frame dạng hình thang làm bằng thép có độ cứng cao. Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian on grip 4WD với chế độ cầu chậm giúp tăng độ bám đường khi gặp các loại địa hình cát, bùn, sỏi rời, cỏ ướt và băng, tuyết. Theo nữ chủ tài khoản G38, chiếc xe Jimny là người bạn đồng hành không thể thiếu trong những buổi cắm trại, chụp ảnh và hoạt động ngoài trời ngày nghỉ. Cô cho biết, sau 4 năm sử dụng Jimny, đã dành nhiều thời gian hơn cho việc sử dụng xe để tham gia hoạt động ngoài trời. Tôi hy vọng có thể cùng Jimny được ngắm nhìn nhiều khung cảnh khác nhau trên khắp đất nước trong tương lai. Tôi cũng muốn tiếp tục theo đuổi sở thích hoạt động ngoài trời của mình, chẳng hạn như cắm trại, điều mà tôi đã bắt đầu trải nghiệm sau khi mua Jimny, Nick G38 viết. Dễ dàng trang trí theo sở thích riêng. Không chỉ là một chiếc xe vượt địa hình đơn thuần của phái nam, Jimny còn là điểm nhấn cho cá tính của mỗi chủ nhân. Là nơi mà các Jimny gần được thể hiện phong cách riêng và độ xe theo sở thích. Một Jimny gần khác là cô Erika cũng thể hiện niềm yêu thích dành cho Suzuki Jimny. Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết định mua cho mình chiếc Jimny này. Sau đó, tôi đã sơn lại toàn bộ, thay đổi cản trước và nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất khác. Gần đây, Jimny ngày càng phổ biến ở nhiều châu lục và số lượng chủ sở hữu là nữ cũng tăng lên. Hình ảnh một cô gái cầm lái một chiếc ô tô 4WD cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt, gây ấn tượng mạnh. Vì thế, sức hút của Suzuki Jimny ngày càng tăng. Mỗi người có sở thích khác nhau. Dù là một chiếc xe xinh xắn hay hầm hố, tôi nghĩ thật tuyệt khi bạn cầm lái và tận hưởng cuộc sống trên chiếc xe yêu thích của mình. Chủ tài khoản G38 chia sẻ trên Instagram. Theo nguồn tin rò rỉ, mẫu xe được mong chờ trên toàn thế giới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 tới. Kia Seltos 2024 dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam vào hè năm nay và hơi nóng lên Creta, Xbox. Dự kiến, Kia Seltos phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sẽ được trình làng tại Việt Nam trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm nay. Kia Seltos 2024 dục dịch ra mắt Việt Nam. Hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2024, Kia Việt Nam đã bất ngờ đăng tải hình ảnh úp mở về chiếc Seltos mới trên fanpage chính thức của hãng. Đi kèm với đó là dòng chú thích, cùng chờ đón sự xuất hiện của mẫu BSUV hot nhất mùa hè này. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Kia Seltos sẽ sớm được trình làng tại thị trường Việt Nam. Theo một số nguồn tin, mẫu xe này dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2024. Những thông tin đã biết về Kia Seltos 2024. Ngoại thất. Vào giữa năm 2022, phiên bản nâng cấp của Kia Seltos đã được ra mắt tại Hàn Quốc với những thay đổi đáng kể về ngoại hình nhờ ngôn ngữ thiết kế mới. Khu vực đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ mới. Thiết kế của đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu đều được lấy ý tưởng từ bản đồ sau. Bên cạnh đó, vành la giang và cản trước sau cũng được làm mới, kèm theo đó là chi tiết ốp màu bạc mới. Nội thất. Hiện tại, thông tin chi tiết về các trang bị trên Kia Seltos 2024 dành cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tham khảo các thị trường khác, trang bị tiện nghi đáng chú ý nhất là màn hình cong mới trên bảng điều khiển, bao gồm một bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng kích thước 10,25 inch. Ngoài ra, sẽ còn được trang bị ghế bọc da pha nỉ, vô lăng bọc da, màn hình hiển thị thông tin kính lái H, kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, đèn viền trang trí nội thất, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Vận hành và an toàn. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc Kia Seltos mới tại Việt Nam sẽ có sự thay đổi về động cơ hay không. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.